Chào cả nhà ha, lại là trà sữa đời 6 đây. Hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ về cái hành trình tìm kiếm cái mặt bằng của mình. Thật ra để mà lựa chọn được một cái mặt bằng á thì bạn cần phải đi khá nhiều, đi qua những con đường mà mình mong muốn và phải xác định rõ lý do vì sao mình chọn những con đường đó. Ví dụ như là lượng khách qua lại lớn, gần công ty, khu công nghiệp hay là gần trường học, phù hợp với cái sản phẩm mà mình đang bán. Khi mà bạn đã xác định được đoạn đường, xác định được vị trí thì hãy mạnh dạn đi hỏi, hãy hỏi thật nhiều chỗ, đặc biệt là những nhà dân, chia sẻ với họ về nhu cầu của mình, về giờ bán và mình có thể gửi xe lại được không, và đặc biệt là chi phí bạn có thể trả. Cũng đừng vội, hãy dành thời gian đi hỏi thật nhiều cho đến khi bạn lựa chọn được một chỗ bán ưng ý và phù hợp với sản phẩm của mình. Bạn có thể sẽ gặp rất nhiều lời từ chối, tuy nhiên đừng vội nản bạn nha. Thứ hai là bạn chọn những quán ăn, quán nhậu. Thường thì những quán nhậu hoặc quán ăn thì họ sẽ mở vào từ 10 giờ cho đến tối, thì chúng ta có thể bán vào buổi sáng, thì chúng ta hỏi lại với họ còn xin để giảm cái chi phí của họ xuống, và cửa hàng mặt bằng của họ thì cũng đang bỏ trống, vào buổi sáng thì chúng ta sẽ bán và chúng ta sẽ giảm chi phí của mình. Và bạn nào đang có kinh nghiệm tìm kiếm mặt bằng dành cho cái lĩnh vực bán mang đi thì có thể để lại chia sẻ của bạn ở bên dưới nha. Cảm ơn và chúc các bạn có thể tìm kiếm được nguồn bằng trong quá trình khởi nghiệp của mình.